Vâng, cô có thể cho con biết ý kiến là các cô có thích Đà Nẵng không ạ? Ôi giời ơi, đẹp lắm, mê lắm. Dạ, vì sao? Vì ẩm thực hay là vì cảnh đẹp ạ? Vì cảnh đẹp. Dạ vâng, các cô đến từ Thái Nguyên mà rất là thích Đà Nẵng vì cảnh đẹp. Dạ, rồi con người thì sao ạ cô? Con người thân thiện. Dạ, dạ quá tuyệt vời. Dạ, ô các cô có được cái đồng phục này là do công ty hay là các cô từ... Từ túc đấy. Ôi giỏi quá. Một người cao tuổi hết. Vâng. Đi thi cho tỉnh Thái Nguyên. Vâng, đi thi về lĩnh vực nghệ thuật về hay là gì? Về thể dục dưỡng sinh. Thể dục dưỡng sinh. Dạ, cháu thấy rồi. Ô, một trong những cái mốt thời nay đó để giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà được đi du lịch như thế này nữa thì... Cô nhà, vừa dưỡng sinh mà vừa đi du lịch thì cuộc sống phơi phới. Dạ. Bây giờ người già. Vâng. Hôm nay là ngày thứ 5 hay là ngày thứ 6 rồi hả cô? Hôm nay là ngày thứ 6. Ngày thứ 6 rồi hả cô? Dạ vâng. Dài nhờ, một hành trình của cô đến với Đà Nẵng Hội An rất là dài cô nhỉ? Và... Như vậy là... Dạ, dạ. Dạ vâng, dạ dạ. Cháu vào để cháu ra liền nha. Dạ cô ơi, cô, cháu xin phép hỏi cô một câu thôi được không ạ? Nếu không trả lời được thì cô có thể không trả lời. Cháu không phải là người gì, cháu là người bình thường, người dân thôi. Nhưng mà cháu rất là hồ hởi vì du lịch nó đang lên, khiến con người Việt Nam mình có nhiều cơ hội đi du lịch. Và cháu rất là vui vì một trong những người sống ở Đà Nẵng mà thấy du khách đến rất là đông á cô. Thực sự cháu có một câu hỏi này thôi, cô trả lời cũng được không cũng được ạ. Cô thấy thế nào với cái kinh phí cô bỏ ra khi đi du lịch đến Đà Nẵng và Hội An ạ? Cô có hài lòng với giá cả? Nói chung là các cô cũng nhiều, nhưng giá cả ở đây là nó cũng hợp, rất hợp lý. Hợp lý đúng không? Cả từ lái xe phục vụ, tinh thần phục vụ thái độ, lái xe của các nhà hàng. Dạ vâng. Cô đến ấy thì nói các cháu tuổi trẻ nhưng mà các cháu dạ. Cũng là... Dạ vậy là cô hài lòng lắm ạ. Dạ. Từ khách hàng. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn cô đã ghi nhận. Dạ. Người miền Trung tụi cháu là rất là muốn làm việc hết mình phục vụ cho du khách đến để làm cho con người nơi đây có cải thiện cuộc sống của cô, tại vì du lịch nó rất là quan trọng. Ngày nay ngành mũi nhọn này người ta xác định từ lâu rồi, nhưng mà lâu nay thì người dân chưa có tham gia vào những cái hoạt động để mà có thể tạo ra kiếm sống. Tôi cũng đã đến Đà Nẵng cũng không phải lần thứ nhất. Vâng. Cách đây cũng năm cũng đến một lần rồi. Vâng. Thực ra mà nói thì tôi thấy cái sự phát triển của vâng. thay đổi rất nhiều. Vâng. Về phát triển của khu du lịch ấy. Dạ vâng. Phát triển rất nhiều mà cảm thấy là mình đến mình cũng rất là hài lòng. Về việc phục vụ, về việc xem các cái chương trình rất là bổ ích. Thế là nó rất là mới lạ với các cô, ví dụ như đi xem 3D, cô cũng xem 3D luôn, hay nhỉ? Trở mang cô về với tuổi thơ nhỉ? Trở về với tuổi thơ nhỉ? Hay, dạ. Dạ vâng. Cái thay đổi của quê hương đất nước mình. Vâng. Thế các cô là sướng hơn tụi cháu rồi đấy. Tụi cháu cứ mải miết đi làm mà không bao giờ xem được những cái đó. Cho dù là ở đây. À, có phải là cái hoạt động yoga gần đây không hay là chỉ là thể dục thôi ạ? Dạ vâng. Vâng. Yoga. Nếu mà cái ý tưởng này mà nó đồng đều, nó phát triển trên mọi miền tổ quốc thì rất là hay đó cô. Cháu thấy cái này có cái hướng của từ trên liên đoàn, nay mai họ sẽ xuyên. Và đây cũng là một trong những cái điểm nhấn. Nơi này mai nơi khác. Dạ. Các vận động viên được đi tham gia thi ở các nơi trên mọi miền đất nước và được tham quan du lịch kết hợp. Và dạ hay quá cô nha. Thì cháu rất là vui khi thấy du khách đông đúc như thế này. Vậy thì cũng vừa rồi xin phép là phỏng vấn cô một câu như vậy mà cô đã chia sẻ rất là nhiều thông tin. Cháu cảm ơn và chúc đoàn đi vui vẻ về quê mình khỏe và may mắn. Cảm ơn cháu nhé. Dạ, hiện tại cháu đang quay trên trong này du lịch càng phát triển. Dạ vâng, dạ, cháu quay trên TikTok này thì hy vọng cũng có được một đối tượng khán giả xem để họ sẽ chọn Đà Nẵng, Hội An làm điểm đến cùng như các cô vậy. Và tụi cháu cũng có cơ hội đi du lịch ra Thái Nguyên miền Bắc. Cháu cảm ơn, cháu tên là Hữu ạ. Cháu cảm ơn cô. Dạ vâng, cháu xin phép.
Cháu xin phép chào đoàn ạ.